Hello, chào mừng tất cả các bạn đã đến với chuyên mục tò mò cho những bức tranh trên kênh YouTube của mình. Trên tay mình là bức tranh về nhân vật hoạt hình Minion đang đi đánh gôn này nhé các bạn. Rất là đáng yêu. Và hãy cùng mình tò mò cho bức tranh về nhân vật này nhé. Đầu tiên mình sẽ sử dụng màu nâu để tô màu cho chiếc mũ mà nhân vật này đang đội phía trên đầu. Và mình sẽ thêm một ít màu tím để trang trí thêm cho chiếc mũ này nữa. Và mình sẽ sử dụng màu cam để trang trí cho chiếc kính mà nhân vật này đang đeo. Tiếp theo, chiếc áo mà nhân vật này đang mặc thì mình sẽ tô màu xanh dương cho chiếc áo này nhé. Mình sẽ thể sử dụng thêm màu xanh để trang trí thêm cho chiếc áo này nữa. Tiếp theo, mình sẽ tô màu đỏ cho cái lông mắt của chú Pokemon này nhé. Tiếp theo là mình sẽ tô màu đỏ đậm cho cái và mình sẽ sử dụng màu tím để trang trí tô cho cái phần quai của chiếc mũ này. Tiếp theo mình sẽ tô màu xanh lá cây cho cái lá trên đầu của mình nhé. Và chiếc gậy đánh gôn mà nhân vật này đang cầm thì mình sẽ tô màu xanh dương cho chiếc gậy này nhé.
Và mình đã tô màu xong cho bức tranh về nhân vật hoạt hình Minion đang đi đánh gôn này rồi nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video tô màu cho bức tranh này của mình. Hãy để lại cho mình một like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo trên kênh YouTube của mình. Bye bye. Và video tô màu